có các loại chén bát cốc đĩa đầy đủ tất cả. Đó, như các bạn có thể thấy nhìn rất là đẹp. Wow. Các bạn thấy không? Các chén nhìn được cực kỳ. Đầy đủ các loại chén cốc này. Rồi có cả ly. Đó, rất là đẹp. Có một số sản phẩm không phải là 100 yên mà là giảm giá, còn có 50 yên này, cộng với thuế nữa thôi. Các bạn có thể thấy cốc này, cốc như thế này mà chỉ giá 50 yên.